Số của kênh Đi Rừng Thanh Tấn xin gửi lời chào đến tất cả các anh em đang xem cái video clip bán hàng của kênh Phụ Cần Đi Rừng Thanh Tấn. Thì các anh em nào quan tâm đến những cái sản phẩm về tăng cường chất dinh dưỡng này, các hạt khoáng, hạt bằng ri, hạt cỏ thái, hạt bao bo đỏ, vitamin dạng nước thì vui lòng xem video. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái mẫu hạt mới, đó là hạt bao bo đỏ huyết rồng. Đó, thì để bán hàng thì anh em vui lòng liên hệ hai số điện thoại trên màn hình đó, vào cái thời gian khung giờ làm việc chúng tôi giao hàng toàn quốc bằng đường bưu điện cho tất cả các anh em. Thì hôm nay sẽ giới thiệu đến anh em cái mẫu sản phẩm mới, đó là bo bo đỏ huyết rồng. Thì bo bo cái hạt bo bo thì anh em thường nó sẽ là cái bo bo trắng, nhưng mà tuy nhiên đây là cái sản phẩm hàng hiếm bo bo đỏ. Về cái hoạt tắc chất dinh dưỡng á, thì bo bo đỏ nó nhiều chất dinh dưỡng, giàu chất dinh dưỡng hơn rất nhiều lần so với bo bo trắng. Nó giống như thể là gạo lứt thì nó nhiều chất dinh dưỡng và nó tốt hơn gạo trắng của chúng ta. Thì bo bo đỏ cũng thế, bo bo đỏ thì nhiều chất dinh dưỡng và tốt hơn nhiều bo bo trắng. Đó, và cái lượng sản phẩm này trồng bán ra trên thị trường hiện giờ thì nó cũng ít hiếm. Đó, thì số lượng nó cũng có ít, thì anh em nào có nhu cầu mua thì cứ alo lại cho shop, chúng tôi sẽ đóng gói như thế này. Mỗi gói như thế này là 1 kg. Đó, mỗi gói như thế này là 1 kg. Đó, thì anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ giao đến toàn quốc cho tất cả các anh em. Thì giá sẽ là giá chưa có cước vận chuyển. Đó, chúng tôi muốn anh em có một cái mua hàng tốt nhất là anh em có thể là gọi đến là mua cùng lúc nhiều sản phẩm và chỉ tính trả tiền ship một lần. Thí dụ như anh em mua một cái bịch bo bo như thế này thì anh em chỉ trả tiền phí vận chuyển là 40.000. Phí vận chuyển nha, tôi nói phí vận chuyển chứ không phải giá sản phẩm. Phí vận chuyển là 40.000 như thế này. Đó, nếu anh em cùng lúc mua thêm một ký cỏ như thế này nữa, cỏ thái ngũ sắc 5 màu về để trộn vào chung nữa thì hai bịch như thế này cũng chỉ tốn tiền một lần phí ship là 40.000. Còn nếu mà anh em là mua cái sản phẩm đó cùng với cái chai này, thì nếu mà cái chai này đã trả tiền ship, chai vitamin dẫn nước cho cu này, kích lửa cho cu này, nếu chai này đã trả tiền nước, trả tiền cước vận chuyển rồi, thì anh em mua những cái món hàng đó vào chung thì không phải trả thêm tiền phí vận chuyển nữa. Hoặc giống như khoáng chất dinh dưỡng dạng viên này, nếu mà anh em đã mua cái này mà mua cùng lúc với lại hạt bo bo nữa thì cái phần hạt bo bo đó xem như các anh em được miễn phí vận chuyển, hoặc là bằng ri vân vân, nó mua vào chung cùng lúc thì được miễn cước vận chuyển đó. Như thế tiết kiệm được rất là nhiều khoản chi phí cho anh em đó. Đây là cái hạt bo bo đỏ, anh em thấy cái hai màu nó rất là đẹp. Chúng tôi sẽ cắt ra cho anh em xem nha. Đây là phần đóng gói để cho anh em xem thôi. Bây giờ tôi sẽ cắt cái hạt ra cho anh em xem. Đó, hạt bo bo đỏ này là hạt này nó rất là hiếm, cu nó rất là thích. Đó, và chất dinh dưỡng nó cũng rất là nhiều. Đó. Đó. Bo bo trắng thì nó có rất nhiều trên thị trường, nhưng mà bo bo đỏ thì rất là hiếm nha anh em. Và cu nó ăn bo bo đỏ thì nó nhiều dưỡng chất hơn rất là nhiều so với bo bo trắng. Đó, cái lượng dưỡng chất ở trong nó thì khoảng gấp 2 lần so với bo bo trắng nha. Đó. Thì anh em mua chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc. Và chúng tôi khuyên anh em là có thể là chúng ta sẽ mua cùng lúc là bo bo này với lại cỏ thái luôn cùng lúc, để chúng ta giảm được cái phần chi phí cước vận chuyển, giảm được cái phần chi phí cước vận chuyển, và chúng ta trộn chung hai cái thực phẩm này lại với nhau luôn đó, để cho chim nó được bổ sung nhiều loại hạt. Tất nhiên là càng nhiều loại hạt, ăn càng nhiều loại hạt thì càng tạo ra được nhiều dưỡng chất dinh dưỡng, và cái sức đề kháng của nó càng tốt, nó càng giống như con chim ngoài thị trường. Chúng ta có thể là mua nè hạt cỏ thái này, rồi hạt bo bo này, hạt bằng ri, chúng ta trộn chung lại với nhau. Còn đối với hạt khoáng á, là chúng ta phải gắn riêng một cái hũ nhỏ nha, hũ nhỏ để chúng ta cho ăn riêng. Khoáng thì tuyệt đối là không trộn với bất kỳ thứ gì, vậy để một cái hũ riêng. Rồi xin phép chấm dứt các video bán hàng tại đây. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ alo trực tiếp đến hai số này. Đó, mặc dù anh em có thể xem nó trên Zalo, Facebook, YouTube.
Đó, thời gian làm việc nha. Giao hàng toàn quốc thì chúng tôi giao hàng để các anh em được xem hàng trước khi trả tiền cho cái món đồ mình mua. Bất kỳ món đồ nào mua ở shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn đều được xem hàng trước khi trả tiền. Đúng cái món hàng mình mua thì mới thanh toán trả tiền nha. Xin chào tất cả các anh em.